Vĩnh Phúc. Lâu không gặp. Cô là ai đấy? Cô định sạp sỡ tôi đấy à? Tôi không quen cô. Tôi xin lỗi. Nhưng mà anh là ai? Sao anh lại cầm cái túi này của anh trai tôi? Túi này là do tôi tự làm, chắc là tôi không nhầm lẫn được. Vơ vẩn. Đây là túi thư ký của tôi. Tôi làm gì biết anh trai cô là ai? Cô đừng mà nhận vơ. Anh ơi. Tôi xin lỗi. Anh không biết anh trai tôi, nhưng mà chắc là chủ nhân của chiếc túi này sẽ biết anh trai tôi. Tôi xin anh đấy, anh cho tôi gặp thư ký của anh đi được không? Biết đâu cô ấy là bạn của anh trai tôi. Tôi chỉ đang muốn tìm anh trai tôi ở đâu thôi. Cô đừng có mà thấy tôi đẹp trai phong độ mà lại bày trò tiếp cận tôi. Anh em gì với nhau mà lại không có số để liên lạc? Thì bởi vì anh em tôi mất liên lạc cũng lâu rồi. Tôi không phải là cố ý tiếp cận anh đâu. Tôi là hướng dẫn viên du lịch. Tôi xuống đây để tập huấn nghiệp vụ. 2 ngày nữa tôi phải về bản rồi. Tôi xin anh cho tôi gặp chủ nhân của cái túi này đi ạ. Thì kệ cô chứ. Cô chắc chắn là biến thái đúng không? Làm sao cô có thể đeo bám tôi giữa đường giữa chợ này được? Mà mấy người xinh đẹp như cô á thường nguy hiểm lắm. Tôi không dễ mắc lừa các người đâu. Tôi không phải là biến thái thật. Tôi là hướng dẫn viên du lịch mà. Tôi xin anh đấy. Cô bỏ tôi ra. Tôi xin anh đấy. Anh có thể cho tôi gặp chủ nhân của chiếc túi được không? Không được. Tôi không biết thật mà. Cô gì ơi, cô sao không? Cô ơi. Ôi, em buồn quá. Anh không hỏi em buồn chuyện gì à? Em buồn chuyện gì? Thì có một cái túi mới ra ấy, mà tận 100 triệu cơ. Em thì chưa có lương nữa. Em buồn lắm. Anh chuyển khoản tiền cho em rồi đấy. Em xin. Anh hỏi này, cái túi thổ cẩm là trước anh đưa cho em ấy đâu rồi? Cái túi đấy rất quan trọng với anh đấy. Em biết rồi, cái túi đấy nhá, theo anh từ lúc anh lên đây lập nghiệp, em đeo suốt, có bỏ ra bao giờ đâu. Nhưng mà hôm qua em thấy nó hơi bẩn bẩn nên là em mang đi giặt rồi. Lát nữa anh lấy bây giờ đây. Mày thế, vẫn còn thở. Anh làm gì tôi? Trật tự, tôi không làm gì cô hết. Thế anh ghé sát mặt vào tôi làm gì? Cô đúng là vừa vô lý, lại vừa xui xẻo mà lại. Người ta đâm cô ấy, tôi phải mang cô về đây để chăm sóc cô đấy. Không cảm ơn thì thôi, lại còn quát tôi nữa cơ. Thế anh ghé sát mặt vào tôi làm gì? Thì tôi lại gần xem cô còn thở không. Nhỡ cô ngỏm ra đấy. Tuy tôi đẹp trai, giàu có, nhưng mà sợ ma. Mà thôi, cô tỉnh rồi, cô đi đi. Nếu mà không phải vì cái túi, quá lâu tôi mới thèm đeo bám anh nhá. Ở đấy mà từ bỏ. Anh Trung. Ôi, làm sao đây? Anh Trung, em có tình cảm với anh thật mà. Tại sao anh lại không đón nhận tình cảm của em? Em sai rồi, để anh bảo người khác đưa em về. Con gái con hứa gì, uống say xong tìm đến nhà đàn ông. Anh cẩn thận, không bị người ta lợi dụng đấy. Vớ vẩn à. Đây chính là chủ nhân của chiếc túi mà cô bảo là cô đang cho anh cô đấy. Mà cũng kỳ lạ thật đấy. Thời đại 4.0 rồi, sao cô và anh cô không liên lạc với nhau bằng điện thoại cho dễ? Tôi và anh trai tôi mất liên lạc cũng khá lâu rồi.
Lúc đấy anh tôi học xong cấp 3, vì xích mích với bố thế nên bỏ nhà ra đi. Cả nhà tôi không ai tìm được anh ấy cả. May mà đợt này có người ở bản của tôi xuống đây gặp anh ấy, thế nên tôi mới tranh thủ đợt tập huấn xuống đây để tìm anh trai tôi đấy. Đây là Tâm, thư ký của tôi. Còn chuyện cái túi thì tôi không rõ lắm. Mà thôi, tôi có chuyện phải đi rồi. Cô chờ cô Tâm tỉnh lại rồi nói chuyện với cô ấy sau nhé. Vậy vâng đó. Ạ. Con kia, mày là ai mà lại dám ở trong nhà của anh Trung hả? Mày ấy, đúng là cái loại nghèo hèn mà thích trèo cao. Mày thích tranh giành anh Trung với tao không? Mày có tin ý là tao cho mày một trận không hả? Đau quá bỏ ra. Cô hiểu nhầm rồi. Tôi với anh Trung của cô chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Cút về cái nơi vùng núi, chó ăn đá gà ăn cỏ mày đi. Đừng có mà làm vặt trước mặt anh Trung nữa. Tôi tuy nghèo, tuy là người vùng núi thật đấy, nhưng mà tôi có ăn có học đàng hoàng, tôi cư xử văn minh lịch sự. Chị chẳng có tư cách gì mà coi thường tôi. Hơn nữa, chị chẳng giúp tôi việc gì, tôi cũng chẳng xin chị cái gì cơ mà. Mày! Con này! Gái đi rồi còn già mồm à? Mày nói mày không liên quan gì đến anh Trung, thế tại sao mày lại ở trong nhà của anh Trung? Rồi lại còn cười nói với anh ấy nữa. Một nam một nữ ở chung nhà với nhau ấy thì làm quái ra cái chuyện trong sáng rồi chứ. Đấy là do chị suy nghĩ không trong sáng đấy chứ. Chứ chúng tôi chẳng có chuyện gì cả. Mà kể cả chúng tôi có chuyện gì thì tôi thấy anh Trung đâu có vẻ gì là thích chị đâu. Tôi vì muốn đến đây để gặp cái người đã đưa chị cái túi này, xong rồi tôi sẽ về bản của tôi luôn. Mày, mày, con kia, mày có đứng lại không? Mày trêu người tao đấy à? Cái túi kia thì liên quan gì đến chuyện của tao với mày? Tôi chỉ cần gặp được chủ nhân của chiếc túi này thôi. Có thể đấy là anh trai của tôi. Tôi xuống đây để tìm anh trai của tôi. Gặp được anh trai tôi sẽ về bản ngay. Tôi sẽ không quay lại đây nữa đâu. Vì phải đi tìm chủ nhân của cái túi này, thế nên tôi mới phải đi theo anh Trung. Chứ không tôi cũng chẳng thèm đâu. Cái túi kia chỉ là chiếc túi rách mà tôi lấy từ đồng nghiệp thôi mà. Thôi được rồi, xin lỗi vì ban nãy đã hiểu nhầm cô nhá. Nhưng mà cô nói lời thì phải giữ lấy lời đấy nhá. Đến khi nào mà cô gặp được anh trai rồi thì cô phải đi luôn đấy. Địa chỉ đây. Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Con chó này, phải nghĩ cách nào để đuổi nó ra khỏi mỏ vàng của mình mới được. Chơi không mẹ? Trang, đúng là em rồi. Sao em lại ở đây? Anh Phúc, anh về nhà đi. Bố mẹ lo lắng cho anh lắm đấy. Về nhà đi anh. Anh không về đâu. Em đi về đi. Hồi đấy bố mắng chửi anh, anh bảo là cho anh lên thành phố để học tập và làm ăn. Bố mắng chửi anh và đuổi anh ra khỏi nhà. Bây giờ thì anh thành công rồi. Anh sẽ không bao giờ về cái bản nghèo nàn đó nữa. Đây là Tâm, người yêu của anh. Cô ấy tốt lắm. Anh và Tâm sẽ lấy nhau và sống ở trên này luôn. Lúc trước là do bố mẹ lo lắng cho anh, sợ anh xuống thành phố không quen ai rồi bị người ta lừa, như vậy thì rất là khổ. Bố mẹ lo lắng cho anh lắm. Bố mẹ đi tìm anh ở khắp nơi đấy. Anh về nhà đi, anh về nhà thăm bố đi, một lần thôi cũng được. Em là em gái của anh Phúc à? Rất vui được gặp em nhá. Em cứ yên tâm về quê trồng ngô và nuôi gà đi. Ở đây anh Phúc đã có chị lo rồi. Chứ anh ấy đang ở thành phố quen, bây giờ mà về bản á thì có mà chết đói à? Chị thôi đi, chị có chung thủy gì với anh trai của tôi đâu. Rõ ràng sáng nay tôi thấy chị ôm một người đàn ông khác mà. Trang, em không được hỗn như thế. Kìa, tại sao em lại ghét bỏ chị như thế? Rõ ràng chị với em đã gặp nhau lần nào đâu. Thế mà em lại định vu oan cho chị để chia rẽ tình cảm của anh chị á. Anh ơi, em mới nói thế là em buồn quá. Chị đừng có giả tạo nữa. Chị tránh xa anh trai tôi ra. Anh Phúc, mình đi về nhà thôi. Đi, đi anh. Anh không về đâu.
Bỏ ra, bỏ ra. Giám đốc ạ. Em chào giám đốc ạ. Giám đốc ơi, tại sao anh lại ở đây ạ? Tôi đã nhắn tin cho cô Trang nên mới biết được cô đang ở đây để đến đón. Mà cũng nhờ vậy mà mới biết được anh với cô Tâm đang yêu nhau. Một người có người yêu rồi mà vẫn cố mồi chài tôi, còn một người thì quên luôn cả cội nguồn sinh thành ra mình. Em gái của anh chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Đây, anh hãy xem đi. Anh hãy xem tin nhắn của cô Tâm đã nhắn tin với tôi đi. Giám đốc Tâm, cô tôi yêu chiều cung phụng cô như thế mà cô đối xử với tôi như vậy à? Cô bảo với tôi là ở công ty cấm yêu đương nên là cô không muốn công khai. Hóa ra cô làm như vậy là để cắm sừng tôi à? Cô muốn bắt cá hai tay à? Ừ, đúng rồi đấy. Bao nhiêu năm qua anh chỉ nằm im lìm ở cái chức phó phòng quèn thôi. Anh nghĩ anh xứng đáng với tôi á? Tôi yêu anh ý cũng chỉ để lợi dụng anh mà thôi. Anh nghĩ là tôi sẽ cưới anh à? Làm ơn từ bây giờ đừng có mà đeo bám tôi nữa. Tôi đã làm gì sai mà cô nỡ đối xử với tôi như vậy? Hà Tâm, nếu như mà cô không còn tình còn nghĩa nữa thì số tiền mà cô nhận hối lộ của khách hàng trong dự án lần trước tôi sẽ bảo với giám đốc vào tù mà bóc lịch đi. Thôi đi, công ty của tôi không cần hai người dối trá vô đạo đức như hai người đâu. Từ mai ấy, các người có thể nghỉ làm được rồi đấy. Giám đốc ơi, em biết em sai rồi ạ. Em xin lỗi anh. Anh nể tình bao nhiêu năm qua em đã làm việc hết mình với công ty. Em xin anh tha lỗi cho em được không ạ? Không phải lo, tôi đã có bằng chứng cả rồi. Em xin lỗi, giám đốc đừng đuổi việc em. Công việc này rất quan trọng đối với em. Em mong giám đốc hãy tha lỗi cho em. Bởi vì lỗi này cũng chỉ là lỗi nhỏ thôi mà. Em xin hứa là từ sau sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu ạ. Giám đốc. Không được, tôi đã có quyết định riêng của mình rồi. Anh Trung, em xin anh đấy, anh đừng đuổi việc anh trai em. Anh trai em mà mất việc, em sẽ hối hận lắm. Em xin anh đấy. Người vứt bỏ lòng tự trọng, thời gian công sức để lo lắng cho cậu ấy, chỉ có thể là người thân trong gia đình của cậu mà thôi Phúc ạ. Sự khác biệt về thế hệ có thể gây ra mâu thuẫn, mà cậu cũng lớn rồi. Tôi nghĩ cậu nên chủ động làm lành với gia đình của cậu đi. Dạ vâng ạ, em biết rồi thưa giám đốc. Trang, anh xin lỗi. Anh với em về quê nhá. Anh sẽ đưa em về quê. Để tôi đưa hai người về. Cảm ơn anh ạ. Từ nay anh sẽ lên bản em du lịch thường xuyên. Em làm hướng dẫn viên gì của anh nhá.